Này, hãy mang theo khăn giấy khi đi vệ sinh nhé. Này cô gái, bạn có khăn giấy không? Tôi không mang theo nó. Bạn lấy đi 3 đồng một cái. Này người đẹp, nghe tôi nói nè, đừng dùng loại này nữa, ai sử dụng khăn giấy những ngày trả này? Lại cho cô ấy. Này, sao lại mang kẹo? Đây không phải là kẹo. Đây là một chiếc khăn đen lơ. Bạn đã sử dụng nó cái chưa? Này sử dụng sao? Mỗi cái được đóng gói riêng, sạch sẽ vào vệ sinh, mở ra như một chiếc bánh quy dày. Thả vào nước, tăng chiều cao trong 3 giây, hấp thụ nước rất nhanh. Hãy nhìn này, có rất nhiều nước. Rất tiện khi bạn đi công tác, đi vệ sinh. Hãy dùng đó. Chỉ cần mang theo cái này là đủ. Khi mở ra sẽ thấy một chiếc khăn to và dày. Rất mềm mại, cho dù bạn có kéo mạnh, nó sẽ không bị rách. Tôi thường dùng nó để lau mông, đừng vứt nó đi. Về nhà lau mũi cho chồng, lau mặt và lau mồ hôi, lau tóc của bạn. Tiện lợi, sạch sẽ, nó dùng được nhiều lần trong một tuần. Ôi bạn giỏi quá, bạn đã mua nó ở đâu? Không, bạn mua cái này ở đâu? Nếu thích bạn ấn vào giỏ hàng bên dưới để mua. Mua nhiều giá càng rẻ. Miễn phí vận chuyển.